Xin chào quý anh chị và các bạn tới với kênh của Thuần Hyundai Hồ Chí Minh. Thì nay em sẽ nói về những điểm hay ho của chiếc xe Hyundai Stargazer, một chiếc MPV 7 chỗ rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Thì trước mặt của chúng ta đây là chiếc xe Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp. Thì chiếc xe này hiện tại bây giờ đang có mức giá niêm yết là 675 triệu và mức giảm giá tiền mặt lên tới là 80 triệu nha quý anh chị. Đối với khách hàng mà chúng ta mua tiền mặt thì chúng ta sẽ được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Còn đối với khách hàng mà chúng ta mua xe trả góp thì chúng ta sẽ được hỗ trợ ưu đãi lãi suất trong năm đầu tiên là 8.85% trên 1 năm. Thì đó một số ngân hàng khác hiện tại bây giờ nó lên tới 11% hoặc là 11.5% trên 1 năm. Nhưng hiện tại bên em đang liên kết với ngân hàng đang được hỗ trợ là 8.85%. Và đối với khách hàng là không chứng minh thu nhập thì chúng ta sẽ vay được tối đa là 85% giá trị xe. Chúng ta chỉ cần trả trước là 95 triệu là chúng ta có thể nhận xe chiếc xe Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp này. Thì còn với 3 phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt thì mức giá lăn bánh cũng dao động là từ 565 triệu tới 615 triệu là chúng ta có thể nhận được chiếc xe là phiên bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt được rồi. Đó là về những điểm của chiếc xe Hyundai Stargazer này. Thì hôm nay sẽ nói về những điểm nổi bật của chiếc xe này. Thì đầu tiên về chìa khóa chiếc xe này thì chúng ta sẽ được trang bị chìa khóa remote, thì chúng ta sẽ có tính năng để nổ từ xa. Thì tính năng để nổ từ xa thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta là sẽ làm mát xe trước. Và đặc biệt trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ có tính năng là hạ kính xuống và hạ kính lên ở cửa tài. Thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta để nổ từ xa thì chúng ta sẽ hạ kính xuống cho các không khí nóng ở trong xe nó ra ngoài hết. Và chúng ta sẽ là nổ lên thì chúng ta sẽ để nổ từ xa trước này. Đó, chúng ta làm mát trước ha. Và chúng ta sẽ hạ kính xuống. Đó, chúng ta sẽ hạ kính nó xuống cho những cái hơi nóng ở trong xe nó bay ra ngoài hết. Sau khi chúng ta hạ kính xuống và chúng ta sẽ đưa kính lên. Đó, rất là hay. Một chiếc xe MPV thôi. Và một điều tiếp theo nữa đó là về chiếc xe này thì chúng ta sẽ được trang bị đó là mâm 16 inch, mâm đúc hợp kim nhôm. Và đặc biệt trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ được trang bị cảm biến áp suất lốp. Nó sẽ hiển thị áp suất lên trên từng bánh xe luôn. Thì tính năng cảm biến áp suất lốp thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta chạy xe. Nhiều lúc chúng ta chạy trên đường cao tốc, nhiều lúc mà chúng ta không biết áp suất của chúng ta đang bị thấp xuống mà chúng ta chạy tốc độ cao nữa, thì nó rất là nguy hiểm nha quý anh chị. Nhưng khi mà chúng ta có cảm biến áp suất lốp thì chúng ta sẽ phát hiện được cái điều đó để chúng ta điều chỉnh tốc độ và chúng ta sẽ tìm kiếm cái chỗ vã gần nhất, hoặc là chúng ta sẽ là tránh trường hợp mà chúng ta ở đây cái cảm biến áp suất lốp thì chúng ta sẽ coi ở trong này. Đó, thì cảm biến áp suất lốp thì nó chúng ta sẽ hiển thị ở trong này được luôn. Đó, quý anh chị thấy ha. Đây mình nhìn đây. Đó, tire pressure đây. Đó là về cảm biến áp suất lốp. Và cái tiếp theo thì em muốn điều nói về những điểm hay của chiếc xe này thì đầu đó thì em sẽ nói về không gian của chiếc xe này. Thì hàng ghế thứ ba của chiếc xe này thì em khẳng định là rộng nhất trong phân khúc MPV rồi. Anh chị thấy ha, em là người cao 1m75 nhưng mà không gian ngồi hàng ghế thứ ba của em rất là thoải mái này. Cái độ ngã chân nó vẫn rất là rộng rãi và độ cao ở đây thì nó vẫn rất là thoải mái. Để chúng ta ở trên này thì chúng ta sẽ có cửa gió ở phía sau ha, có công sạc ở phía sau bên này luôn. Rất là nhiều cái tính năng hay. Và điểm tiếp theo em muốn giới thiệu cho chúng ta luôn đó là về hệ thống âm thanh là 8 loa Bose. Đó. Ở trên xe này thì em khẳng định là một dàn âm thanh cực kỳ hay luôn. Đó là nó sẽ trang bị là 8 loa Bose. Nó mang lại chúng ta một trải nghiệm âm thanh cực kỳ hay và cực kỳ sống động. Rồi chúng ta sẽ lên tới phần nội thất. Thì nội thất ghế này thì chúng ta sẽ trang bị là ghế bọc da. Bọc da ha. Thì trên chiếc xe này thì nó sẽ có các tiện ích như sau. Đó là về ở đây thì là chúng ta sẽ có là tính năng ga tự động cruise control và tính năng giới hạn tốc độ. Ở đây thì chúng ta sẽ có tính năng limit ở đây. Cái tính năng giới hạn tốc độ thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta là những lúc chúng ta chạy ở những con đường mà nó có giới hạn tốc độ, những lúc chúng ta không để ý trên ga chúng ta sẽ bị đạp lỗ lên, thì tính này nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Ngoài ra thì nó sẽ có cái hệ thống hỗ trợ Hyundai an toàn Smart Sense, như là hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước này, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi lùi này. Những lúc khi chúng ta lùi đúng không, nhưng vô tình có xe ở phía sau nó chạy cắt ngang qua chúng ta không để ý thì xe cũng tự động nó hỗ trợ phanh chúng ta. Rồi hệ thống hỗ trợ giữ lệch làn đường này, những lúc chúng ta chạy trên cao tốc á mà xe của chúng ta mà ở trong làn đường thì chúng ta chỉ cần ấn nút này và chúng ta xe của chúng ta sẽ luôn luôn giữ trong làn đường.
chúng ta chạy trạng thái nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ tự động điều chỉnh vô lăng của chúng ta hơn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có hệ thống hỗ trợ là cảnh báo điểm mù trên gương. Những lúc chúng ta rẽ trái hay rẽ phải thì là chiếc xe này thì nó sẽ có là cảnh báo chúng ta, và nhiều lúc là nó sẽ can thiệp vào hệ thống lái, hệ thống phanh nhiều lúc mà chúng ta không để ý ha. Ở đây thì chúng ta sẽ trang bị đó là màn hình 10.25 inch, thì nó sẽ tích hợp là cả tính năng Apple CarPlay và Android Auto không dây nha quý anh chị. Một chiếc MPV thôi nhưng mà nó vẫn có các tính năng như vậy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có tính năng sạc không dây và có tính năng làm mát. Một chiếc xe MPV 7 chỗ thôi nhưng mà rất là nhiều option. Và đặc biệt trên chiếc xe này nó sẽ có cái điểm hay là nó sẽ có 4 chế độ vận hành Eco, Normal, Sport và Smart. Thì một chế độ nó sẽ thích ứng cho chúng ta từng cung đường khác nhau. Như chế độ Eco thì nó sẽ thích hợp chúng ta đi trong đường đô thị, thì chúng ta nhích từng xíu một khi mà chúng ta tắt đường á. Còn chế độ Normal thì chúng ta đi bình thường. Chế độ Sport khi mà chúng ta chạy trong đường cao tốc chúng ta cần vượt xe khác, thì ở cái chế độ này thì độ nhảy chân ga chúng ta sẽ tốt hơn, vô lăng của chúng ta sẽ nặng đầm và chắc hơn. Còn chế độ Smart là chế độ rất là thông minh, tức là khi mà xe sẽ tự động cảm nhận và điều chỉnh cái mức tiêu hao nhiên liệu khi mà chúng ta đi tốc độ thấp, hoặc là khi mà chúng ta chạy tốc độ cao thì xe nó ngầm hiểu là chúng ta đang chạy ở cung đường cao tốc, thì nó sẽ tự động chuyển qua chế độ Sport cho chúng ta. Rất là hay nha quý anh chị. Một chiếc xe MPV 7 chỗ rộng rãi, nhiều option. Nhưng mà hiện tại với mức giá lăn bánh chỉ khoảng là hơn 660 triệu một chiếc thôi, là chúng ta có thể sở hữu chiếc xe MPV phân khúc cỡ B này. Thì trên chiếc xe này thì em cũng nhấn mạnh luôn, nó sẽ trang bị động cơ là 1.5 lít mạnh nhất trong phân khúc. Nó sản sinh cho chúng ta làm công suất là 115 mã lực và moment xoắn lên tới là 144 Nm. Và đặc biệt trên chiếc xe này thì nó sẽ được sử dụng hộp số vô cấp IVT, cái dòng hộp số vô cấp thế hệ mới nhất của tập đoàn Hyundai. Thì nó sẽ khắc phục được một số cái nhược điểm của các dòng hộp số CVT thông thường, như là nó sẽ giảm độ trễ, nó sẽ làm bằng cái dây thép, nó sẽ làm bằng chất lượng, nó sẽ làm bền bỉ hơn, và thứ ba nữa nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và đặc biệt trên chiếc xe này nó sẽ có là giá lập là 8 cấp, tức là ngoài mình chạy hộp số tự động bình thường nó sẽ tự động sang số, thì chúng ta có thể chuyển qua chế độ mà bán tự động, tức là khi mà chúng ta tùy chỉnh theo cái tốc độ của chúng ta luôn, thì chúng ta tốc độ 10-20 km/h thì chúng ta sẽ điều chỉnh là số 1, số 2 đó, để chúng ta những lúc chúng ta đi lên, chúng ta muốn lên đèo hoặc chúng ta muốn xuống đèo, thì chúng ta muốn chế độ số thấp á, thì chúng ta có thể chuyển qua chế độ bán tự động được. Rất là hay. Một chiếc xe MPV nhiều option, nhiều trang bị mà giá chỉ có hơn 660 triệu mà chúng ta chỉ cần trả trước 95 triệu là chúng ta có thể nhận xe rồi. Đó là về thông tin của chiếc Hyundai Stargazer phiên bản cao cấp này. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại Sun Hyundai Việt Nam. Xin phép được hỗ trợ của quý anh chị.